Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng tủ lạnh Beko RDNT360E50VZWB. Thì đây, đầu tiên là cái chế độ là chỉnh nhiệt độ này. Đó, đây là ngăn mát. Có thể chỉnh được từ 1-7 độ. Đó. Còn đây là ngăn đá. Còn đây là chế độ làm lạnh nhanh nè. Các bạn bấm thì nó có hình bông tuyết ở đây. Chạm và tắt, cái này là cảm ứng ha. Còn đây là chế độ làm đông nhanh. Đó, nó hiện lên đây. Rồi. Khi mà các bạn chỉnh nhiệt độ của ngăn đá nó nằm ở 16 độ C á. Còn đợi xíu nha. Đó, nó sẽ hiện lên chữ Eco màu xanh đây. Ờ, còn đây là chế độ Eco Fuji tiết kiệm điện. Còn đây là chế độ kỳ nghỉ. Đây là khoảng 3 giây. Rồi, giữ cái này để bật chế độ kỳ nghỉ ha. Khoảng 3 giây thì hình cái dù nó sẽ sáng lên. Rồi, muốn khóa bàn điều khiển thì giữ lâu khoảng 3 giây thì nó sẽ khóa bàn điều khiển cho mình. Rồi, vậy là mình đã sử dụng xong cái chế độ của cái bàn điều khiển của tủ lạnh Beko ha. Cảm ơn các bạn.